sáu thanh niên này vì chán công việc và vợ con đã cùng nhau làm một chiếc bè bằng gỗ để vượt biển tìm một thế giới mới. Trong quá trình di chuyển, một thanh niên đã dùng tay không bắt cá mập rồi điên cuồng đâm dao vào đầu cho nó chết, nhưng máu của con cá đó đã rớt xuống biển thu hút thêm hàng nghìn con cá mập hung hăng khác đến. Chúng đã tấn công chiếc thuyền làm một thanh niên rơi xuống biển rồi bao vây lấy anh ta, chuẩn bị biến anh thành con mồi. Những người khác muốn cứu nhưng không thể vì họ cũng đang ở trong tình cảnh nguy hiểm. Liệu rằng sáu thanh niên đó có thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của hàng nghìn con cá mập và thành công chuyến đi xuyên biển được hay không? Muốn biết được cái kết thì mời các bạn hãy cùng mình theo dõi hết bộ phim này nhé. Ngay từ khi còn nhỏ, Thor đã là một người liều lĩnh, luôn là người xung phong làm những điều người khác không dám làm. Cũng vì thế mà nhiều lần tính mạng của cậu đã bị đe dọa. Đến khi trưởng thành, Thor cùng với vợ đã đến du lịch ở một hòn đảo cách đất liền 8.000 km. Đó là nơi sinh sống của bộ tộc Hmong. Họ đã sống ở trên hòn đảo này đã hơn 1.000 năm và chưa có ai giải đáp được bằng cách nào họ có thể vượt 8.000 km đường biển để tới đây. Theo như lời một ông lão trên đảo kể lại, cách đây 1.500 năm tổ tiên của họ đã đến đây bằng một chiếc bè nhỏ. Nghe xong, Thor vô cùng kinh ngạc vì vượt 8.000 km đường biển bằng một chiếc bè nhỏ là điều hoang đường. Nhưng Thor vẫn hoàn toàn tin vào điều đó. Ngay khi trở về đất liền, anh đã đến tòa soạn với hy vọng nhận được tiền đầu tư để anh viết một cuốn sách kể về hành trình vượt biển 8.000 km của người Hmong cách đây 1.500 năm, nhưng không một ai chịu đầu tư và cho rằng câu chuyện anh được nghe không hề có thật, vì ngay cả thời điểm bây giờ dùng tàu đến được hòn đảo đó đã là một điều khó khăn, nên vượt 8.000 km đường biển bằng một chiếc bè là một điều không thể xảy ra. Thấy không có ai tin lời mình, Thor quyết định sẽ chứng minh cho mọi người thấy điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Để làm điều đó thì anh cũng sẽ tự mình điều khiển một chiếc bè vượt 8.000 km để đến hòn đảo kia. Mặc dù ý định đó của anh là vô cùng điên rồ, nhưng vẫn có một người đàn ông đang mất niềm tin vào cuộc sống xin được gia nhập cùng anh. Có thêm một bạn đồng hành là điều tốt nên Thor cũng liền đồng ý. Nhưng không chỉ có thêm một, mà khi gần đến ngày khởi hành đã có thêm 4 người nữa tình nguyện tham gia. Vậy là giờ nhóm của họ cũng đã có 6 người, mỗi người giỏi một mảng sẽ giúp chuyến đi được thuận lợi hơn. Họ cùng nhau góp tiền mua về một lượng lớn gỗ, rồi cùng nhau ghép những thân gỗ đó thành một chiếc bè lớn, đơn sơ như chiếc bè của tổ tiên người Hmong dùng để vượt biển cách đây 1.500 năm. Thời gian cứ thế trôi và cũng đã đến ngày khởi hành, họ đã chuẩn bị đầy đủ những món đồ cần thiết cho chuyến đi. Sự kiện này cũng trở nên nổi tiếng, hàng nghìn người dân cũng đã đến cảng để tiễn nhóm người bọn họ. Ban đầu lúc mới khởi hành ai cũng hứng thú, chờ đợi một chuyến đi xuyên biển đầy thú vị như họ mong đợi, nhưng đến khi di chuyển được một ngày thì niềm vui cũng đã chững lại, một phần là có chút lo lắng, còn một phần là việc lênh đênh giữa biển thật sự rất chán. Cả sáu người cũng chỉ nhìn thấy mặt nhau cả ngày chứ không có trò gì để giải trí. Đến bữa thì cũng chỉ ngồi ăn và không ai nói câu gì. Còn có người say sóng nôn, ệ cả ngày. Điều làm họ lo sợ hơn là lũ cá mập luôn rình rập quanh chiếc bè nhỏ của họ. Nhưng không khí ảm đạm đó cũng không kéo dài lâu. Rất nhanh sáu người cũng đã thích nghi với chuyến hành trình này, thường xuyên trêu đùa để đánh bay không khí nhàm chán. Nhưng một thứ họ không thể né tránh được đó chính là những khó khăn. Đến đêm thứ hai, một cơn bão đã kéo đến. Những cơn sóng cao đến hàng chục mét đánh vào chiếc bè khiến mọi người ngã ngả nghiêng. Giải pháp an toàn duy nhất đó là họ chỉ có thể buộc dây thừng vào bụng, để khi nhỡ có bị sóng đánh bay xuống biển thì họ vẫn có thể bám vào sợi dây quay trở lại bè. Đợi đến sáng hôm sau thì cơn bão cũng đã qua đi, những tia nắng ấm áp cũng đã chiếu xuống đánh thức mọi người. Sống sót qua cơn bão lớn lại làm cho mọi người càng thêm hưng phấn và tự tin chuẩn bị đối mặt với những khó khăn tiếp theo trên hành trình 8.000 km. Do đã đi xa bờ nên tín hiệu liên lạc với đất liền là rất thấp, nên họ đã buộc dây thu sóng vào quả bóng bay lên cao. Điều đó đã giúp họ bắt được tín hiệu của đất liền. Nhưng không được lâu thì con vẹt của họ lại cắn đứt sợi dây, làm quả bóng đưa theo sợi dây thu tín hiệu bay lên trời cao. Điều đó cũng có nghĩa là từ nay, cho dù có gặp khó khăn gì thì họ cũng không thể liên lạc với đất liền để gọi cứu hộ được nữa. Nhưng điều đó không làm họ nản lòng, vì trước khi đi họ cũng định hình sẵn rằng trên hành trình sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Lúc này một con cá voi khổng lồ đã bơi đến đây, mặc dù nó là loài vô hại, nhưng khi thấy nó bơi dưới đáy bè của mình, Paul đã có chút hoảng loạn, sợ rằng nó sẽ vô tình trồ vào làm chiếc bè bị hỏng. Paul đã ném một mũi lao cắm vào con cá voi, làm nó trồ vào chiếc bè khiến một thanh niên rơi xuống biển. Cũng may con cá voi đã rời đi và thanh niên kia cũng đã leo lại được chiếc bè. Nhưng chuyện vừa rồi cũng làm mọi người có chút sợ hãi. Khó khăn hơn là những thanh gỗ cũng bắt đầu lỏng ra. Cứ tình hình đó thì sớm muộn gì chiếc bè cũng sẽ vỡ vụn. Nhưng vẫn chưa có ai trong số 6 người nhận ra điều đó. Hiện tại họ vẫn còn cách rất xa điểm cần đến. Đúng như lịch trình thì cũng phải 90 ngày nữa mới tới nơi. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì họ cũng đã cảm thấy rất nhớ gia đình mình.
Vô tuyến cũng đã hỏng nên họ cũng không thể liên lạc về cho người thân. Lúc này họ đã phát hiện dưới đáy bè liên tục phát sáng. Đó là do sinh vật phù du bám vào gỗ thu hút những con cá đến đây. Thế là Frank đã chế một chiếc lồng để đi xuống bắt cá. Nhưng cá mập cứ rình mò xung quanh, làm anh sợ hãi vội leo lên bè. Đến giờ họ cũng đã nhận ra những thanh gỗ đang dần bị ngấm nước. Nếu tình trạng đó kéo dài sẽ làm chiếc bè không thể nổi trên mặt nước được nữa. May mắn là sau bao nhiêu ngày cố gắng thì họ đã sửa lại được thiết bị liên lạc. Họ đã gửi một đoạn thư thoại báo cáo rằng mọi thứ vẫn ổn, rồi để Frank đi ra xa dùng máy quay lại cảnh chiếc bè để gửi về nhà. Ngay khi Frank đi thuyền cứu sinh ra xa, thì những con cá mập cũng đã đánh hơi thấy và đi đến chỗ anh. Ban đầu không ai phát hiện ra sự xuất hiện của chúng, mãi đến khi những chiếc vây nhô lên khỏi mặt nước thì họ mới nhìn thấy. Vội kéo Frank quay trở lại bè trước khi lũ cá mập đuổi kịp. Nhưng vì hoảng loạn mà con vẹt thoi yêu quý nhất đã rơi xuống nước, chưa kịp vớt thì nó đã bị một con cá mập nuốt vào bụng. Thoi nhìn con cá mập đó không rời mắt, rồi nhân cơ hội tóm lấy đuôi của nó. Đồng đội cũng hỗ trợ và thành công kéo con cá lên bờ, rồi điên cuồng đâm dao vào đầu để giết nó. Sau đó thì mổ bụng để tìm con vẹt, nhưng không ngờ là con vẹt không hề ở trong bụng con cá này, thậm chí máu của nó chảy xuống biển càng kéo thêm nhiều cá mập đến đây. Lúc này, Paul đã đề nghị mọi người hãy dùng dây thép buộc những thanh gỗ lại, nếu không nó sẽ rời ra làm chiếc bè của họ bị chìm. Nhưng Thor đã không đồng ý, vì làm như thế là ăn gian, anh muốn để chiếc bè tự nhiên trong quá trình di chuyển giống như người Hơ-mông cách đây 1.500 năm. Chỉ có như thế thì mới đủ sức thuyết phục chứng minh những lời anh nói. Dường như những người khác cũng đều đồng tình với ý định của Thor. Điều này đã làm Paul cảm thấy nản lòng. Để rồi anh đã mất tập trung bị trật chân rơi xuống biển. Mọi người quăng dây xuống cứu nhưng không tới. Lũ cá mập cũng đã lao đến bao vây lấy anh. Mọi người nhanh trí ném thịt của con cá mập vừa bắt được xuống nước để làm mồi nhử lũ cá mập háo đói, tạo cơ hội cho Thor lao nhảy xuống biển cứu Paul, thành công leo lên bè trước khi lũ cá mập chuyển mục tiêu sang họ. Chuyện vừa rồi làm toàn bộ nhóm người bọn họ sợ hãi run cầm cập. Nhưng sau chuyện vừa rồi họ cũng đã rút ra được một bài học, rồi lại xin lỗi nhau, bỏ qua mọi chuyện để có được tinh thần tốt nhất trên chặng đường còn lại. Sáng sớm ngày hôm sau họ đã nhận được một tin vui, đó là họ đã đi đúng đường và tránh được vùng biển nguy hiểm nhất trên hành trình. Mặc dù chưa đến đích, nhưng điều này cũng đủ làm cho bọn họ trở nên vui mừng và lấy lại được tinh thần để tiếp tục di chuyển chặng đường còn lại. Rồi họ đã cùng nhau uống rượu chúc mừng khoảnh khắc lịch sử này. Thời gian cứ thế trôi đi, càng ngày họ càng gần đích, họ cũng dần trở nên nổi tiếng. Vợ con ở nhà cũng được các nhà báo săn đón. Thoáng chốc 100 ngày cũng đã trôi qua. Nếu đúng như những gì họ tính toán thì hôm nay sẽ là ngày họ đến đích. Nhưng vẫn chưa ai thấy được hòn đảo. Đang trong lúc đánh răng, Thor đã nhìn thấy một cái bóng ở dưới nước. Ngó lên nhìn thì không ngờ đó lại là một con chim. Có chim bay cũng đồng nghĩa với việc là đất liền ở gần đây. Quả nhiên phía đằng xa chính là bóng dáng của hòn đảo đích đến của họ. Nhưng đến đây chưa chắc đã thành công, bởi vì xung quanh hòn đảo được bao bọc bởi những mỏm đá ngầm sắc nhọn. Nếu thuận lợi thì họ sẽ vượt qua được, còn đen đủi thì chiếc bè nhỏ của họ sẽ bị mắc kẹt trên đống đá và bị nhấn chìm. Nhưng rất nhanh họ đã nghĩ ra cách, đó là họ sẽ thả neo cho bè đứng yên ở đây, rồi đợi khi nào có sóng lớn thì nhờ những con sóng cao đưa họ vượt qua những viên đá ngầm đó. Sau khi bàn bạc xong, mọi người liền bắt tay vào làm mò neo. Họ đã lấy hết mọi món đồ có trọng lượng lớn, rồi buộc vào sợi dây thả xuống biển làm mò neo. Sau một hồi chờ đợi thì những cơn sóng lớn cũng đã kéo đến. Mặc dù đã giúp chiếc bè của họ nổi lên cao hơn, nhưng vẫn không thể cao hơn được những viên đá ngầm. Điều đó đã làm chiếc bè của họ bị mắc kẹt lại đó. Nhưng lúc này một cơn sóng khổng lồ đã kéo đến, đánh vào chiếc bè làm Thor rơi xuống biển. Cứ tưởng lần này sẽ khó qua khỏi, ai ngờ chỉ một lúc sau chân anh đã có thể chạm cát, chiếc bè cũng đã vượt qua những mỏm đá ngầm. Tất cả mọi người vẫn đều an toàn, và nhờ cơn sóng khổng lồ vừa rồi mới đánh mọi người vượt qua được mỏm đá, thành công đi đến hòn đảo và hoàn thành chuyến đi của mình. Và cũng thành công cho cả thế giới thấy được, con người hoàn toàn có thể làm những điều không tưởng, chỉ là có ai dám thực hiện và làm điều đó hay không. Bộ phim hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye!